Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 63 trang 92 sách giáo khoa toán 9 tập 2. Ở bài 63, vẽ hình lục giác đều, hình vuông, hình tam giác đều cùng nội tiếp một đường tròn tâm O bán kính R và tính cạnh của các hình đó theo R. Thì ở đầu tiên ở đây là đối với hình lục giác đều thì ở đây là các hình là cùng nội tiếp một đường tròn tâm O bán kính R đúng không em? Nên ở đây đầu tiên là cô sẽ vẽ hình lục giác đều trước. Thì ở đây là một đường tròn tâm O. Thì như các em đã biết được là hình lục giác đều của chúng ta thì sẽ có các cạnh là bằng nhau đúng không em? Không những vậy thì các cạnh ở đây còn cũng là bằng bán kính. Và để vẽ được các cạnh của lục giác đều thì ở đây cô giả sử là một điểm A. Thì lúc này cô sẽ vẽ một cung tròn tâm A có bán kính cùng với bán kính đó là của tâm đường tròn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ được, đó là cung tròn của chúng ta sẽ cắt đường tròn tâm O tại một điểm. Và cứ từ cái điểm cắt đó các em sẽ vẽ liên tiếp các cung tròn. Thì lúc này chúng ta sẽ chia đường tròn của chúng ta ra thành 6 cung bằng nhau. Rồi, vậy ở đây là cô đã được 6 cung. Và tại mỗi một điểm mà cung tròn cắt nhau ở đây thì sẽ gọi là B, C, D, E và F. Và nối các cạnh lại với nhau thì hôm nay chúng ta sẽ được một lục giác đều. Ở đây thì các em sẽ được đó là AB này. BC. CD. DE. EF. Và cuối cùng đó là cạnh FA. Rồi, vậy là như này thì cô đã được một lục giác đều. Tiếp theo đầu bài yêu cầu chúng ta là tính các cạnh của hình đó theo R. Thì như ở đây thì lục giác đều, lấy lúc này, ở đây chúng ta sẽ có được các tam giác ở đây. Ví dụ như là tam giác AOB, tam giác OBC hay là OCD của chúng ta thì đều là các tam giác đều đúng không các em? Lên ở đây thì chúng ta sẽ có đó chính là, ở đây này chúng ta sẽ có đó là tam giác AOB đều tại O. Lên từ đây thì cô sẽ có là AO chính bằng OB và bằng AB và đồng thời chính bằng bán kính R. Vậy thì cạnh của lục giác đều ở đây của chúng ta là bằng R. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ vẽ một hình vuông cũng nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R. Và bây giờ cô sẽ tiến hành quay đường tròn tâm O bán kính R. Và như các em đã biết thì đó là hình vuông của chúng ta thì có tính chất đó là hai đường chéo là vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không em? Lên ở đây thì cô sẽ tiến hành vẽ hai đường kính. Bởi vì trong đường tròn thì hai đường kính của chúng ta là cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và hai đường kính là vuông góc với nhau. Lên ở đây thì cô sẽ vẽ hai đường kính. Và hai đường kính này thì sẽ tạo thành cho chúng ta ở đây là một hình vuông. Và lúc này các em sẽ nối lại với nhau thì chúng ta sẽ được hình vuông ABCD thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Rồi, ở đây là hình vuông A, B, C, D cùng nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính ở đây là R. Và ở đây thì chúng ta cần phải đi tính một cạnh
của hình vuông thì ở đây cô sẽ đi tính cạnh AB. Thì này này thì cô sẽ nhận thấy được đó chính là vì ABCD là hình vuông. Nên lúc này thì cô sẽ có đó là AC sẽ vuông góc với BD, đúng không em? Từ đây chúng ta suy ra được đó là tam giác AOB là vuông cân tại O. Rồi từ đó suy ra được đó là AB bình thì sẽ bằng OA bình cộng với OB bình. Và từ đây thì các em sẽ suy ra được đó là AB bình của chúng ta chính bằng R bình cộng với R bình, đúng không em? Và từ đây thì AB bình thì sẽ bằng 2R bình. Và lúc này chúng ta sẽ thu được đó là AB thì sẽ bằng R căn 2, đúng không em? Vậy là chúng ta đã tính được cạnh của hình vuông ở đây chính là R căn 2. Và tương tự như vậy thì lúc này đối với lại trong tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O thì cô cũng sẽ tiến hành vẽ đường tròn tâm O. Đây, đây là đường tròn tâm O của chúng ta. Vì tam giác ABC là một tam giác đều, nên lúc này thì để vẽ được tam giác ABC thì đầu tiên là cô sẽ kẻ, ở đây là cô sẽ kẻ một đường kính. Ở đây là cô sẽ kẻ một đường kính nha các em nhá. Đây. Cô sẽ giả sử ở đây chính là đường kính AE của chúng ta. Như các em đã biết thì là tam giác ABC của chúng ta là tam giác đều, đúng không các em? Lên lúc này thì OE của chúng ta sẽ là đường trung trực của cạnh BC, tức là lúc này cô sẽ lấy trung điểm của đoạn OE và từ đó cô sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc và đi qua trung điểm của OE. Và lúc này thì đường vuông góc đấy sẽ cắt đường tròn của chúng ta là tại 2 điểm. Và đây chính là điểm B và điểm C. Và nối A với C, A với B thì lúc này các em cũng sẽ được một đường được tam giác, ở đây là tam giác ABC đều. Rồi, vậy là như này là chúng ta đã được tam giác ABC, ở đây là tam giác đều. Bây giờ thì cô cần phải đi tính được một độ dài của cạnh. Vậy thì ở đây cô sẽ đi tính độ dài của cạnh AC. Thì như chúng ta đã biết là tam giác ABC ở đây là tam giác đều, đúng không các em? Nên chúng ta sẽ có các cạnh ở đây là bằng nhau. Và để tính được cạnh AC thì các em nhận thấy được đó là chúng ta có trong tam giác đều đường cao đồng thời là đường trung tuyến, đồng thời là đường phân giác, là đường trung trực. Nên ở đây thì theo như tính chất thì cô sẽ có đó chính là AH thì sẽ bằng 3 phần 2 của AO, đúng không các em? Hay ở đây chính bằng 3 phần 2 R. Mà chúng ta lại có đó chính là tam giác ABC là tam giác đều, nên lúc này AB thì bằng AC, mà H thì lại là trung điểm, H là trung điểm của BC. Nên từ đây cô sẽ suy ra được là BH thì phải bằng HC và đồng thời sẽ bằng BC trên 2, đúng không em? Và xét trong tam giác AHC áp dụng định lý Pythagore thì hôm nay cô sẽ có đó chính là AC bình thì sẽ bằng AH bình phương cộng với lại HC bình phương, đúng không em? Hay ở đây thì cô sẽ tương đương được với đó là AC bình thì bằng AH bình thì cô sẽ thay bằng 3 phần 2 R bình, tức là bằng 3 phần 2 R tất cả bình phương. HC ở đây thì chính bằng BC trên 2, mà BC thì cũng bằng AC, đúng không em? Hay ở đây cô sẽ thay là bằng AC bình trên
trên 4. Bởi vì AC trên 2 bình phương lên thì sẽ là AC bình trên 4. Và từ đây thì cô sẽ tương đương được với đó là AC bình trừ đi AC bình trên 4 thì sẽ bằng 9 phần 4 R bình. Đúng các em? Hay ở đây thì hôm nay cô sẽ suy ra được đó chính là 3 phần 4 AC bình thì sẽ bằng 9 phần 4 R bình. Hay từ đây cô sẽ suy ra được đó chính là AC bình của chúng ta thì sẽ bằng 3 lần R bình. Hay từ đây cô sẽ suy ra được đó là AC ở đây sẽ bằng R căn 3. Rồi, vậy là đến đây thì chúng ta đã tính được cạnh của tam giác, lúc này sẽ là R căn 3. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em giải xong bài 63, trang 92, sách giáo khoa toán 9 tập 2.